Chào các bạn, mình mới kết thúc xong khóa Change Void. Mình cũng có một số cảm nhận để chia sẻ cùng các bạn. Năm nay mình cũng hơi bị lớn tuổi, nhưng mà mình vẫn có cái nguyện vọng là được nói tiếng Anh, cho nên mình cũng ghi danh vào cái lớp của cô Hiếu này. Cũng làm nhanh lắm, vừa gặp chương trình của cô trên Facebook ấy là mình quyết định luôn. Thế là mình làm luôn. Và qua cái khóa này thì mình thấy rằng mình rất là tự tin trong vấn đề phát âm. Nó làm cho mình cảm thấy vui vẻ và rất là phấn khởi. Cho nên nó cũng tốt, rất tốt cho sức khỏe. Mặc dù là chương trình học thì nó cũng nặng đấy, nhưng mà nó cũng có cái giá của nó. Nếu mà các bạn trải qua rồi thì các bạn cũng thấy là rất là xứng đáng. Vậy nên mình cũng sẽ tiếp tục học lên level 2 và cố gắng theo đuổi cái nguyện vọng của mình đó, để mà biết đâu ra đường mình gặp được người nước ngoài, mình có thể giao tiếp được thì còn gì bằng nữa. Thôi chào các bạn nhé.